Ban biên tập xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Kênh thông tin hữu ích, cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên, Tây Nguyên, Nam Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Theo đó, đêm qua và sáng nay, mùng 4 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày mùng 3 tháng 10 đến 8 giờ ngày mùng 4 tháng 10 có nơi trên 30 mm, như An Hải, Phú Yên 57,2 mm, Pia, Gia Lai 55,6 mm, Yersom, Kon Tum 53,8 mm. Dự báo chiều và đêm mùng 4 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Ở trên biển, cơn bão Nu di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Sáng mùng 4 tháng 10, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Ở vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Chiều và đêm mùng 4 tháng 10, ở vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến 7. Theo cơ quan khí tượng, hôm nay mùng 4 tháng 10 Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nền nhiệt thấp nhất 25 đến 27 độ C, cao nhất 32 đến 34 độ C. Ngày 5 và mùng 6 tháng 10, Hà Nội duy trì kiểu thời tiết tương tự hôm nay. Sang mùng 7 tháng 10, Hà Nội có mưa rào, dông, nền nhiệt giảm nhẹ, thấp nhất 24 độ C, cao nhất 31 độ C. Các ngày sau đó, thủ đô duy trì kiểu thời tiết có mây, không mưa, nền nhiệt dao động thấp nhất 23 đến 25 độ C, cao nhất 31 đến 33 độ C. Bão Nu mạnh lên thành siêu bão, tiến thẳng vào đất liền Trung Quốc ngày mùng 3 tháng 10. Trung tâm phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 nhằm sẵn sàng đối phó với bão Nu, dự báo sẽ đổ vào các khu vực miền Nam và Đông nước này. Văn phòng Trung tâm phòng
chống lũ lụt và hạn hán quốc gia, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp cùng các đơn vị chức năng liên quan của Trung Quốc đã phối hợp triển khai công tác chỉ đạo ứng phó với bão Nu và phòng chống mưa bão, lũ lụt ở các địa phương. Nhiều đoàn công tác đã được cử tới các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hồ Bắc nhằm tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó bão. Các báo cáo cho thấy bão Nu đã mạnh lên thành siêu bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 3 tháng 10, vị trí tâm bão KONU ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 124,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines, cách đảo Đài Loan, Trung Quốc khoảng 410 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 đến 15, 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc khoảng 10 km/h. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cách Đài Loan, Trung Quốc 110 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh cấp 13 đến 14, giật cấp 17. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cách Phúc Kiến, Trung Quốc 280 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Sau đó bão vào Biển Đông và suy yếu dần. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10 km/h trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 và suy yếu dần. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão KONU, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp mùng 6 tháng 7, từ đêm mùng 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão cấp 11 đến 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2 đến 4 mét, từ đêm mùng 4 tháng 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 6 đến 8 mét. Bão Nu di chuyển hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ đối với chiều cường ở khu vực ven biển phía đông Nam Bộ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới có sóng cao phổ biến từ 0,5 đến 1,5 mét. Mực nước tại ven biển phía đông Nam Bộ có xu hướng giảm, độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu là 4 mét. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, độ cao sóng khu vực ven bờ Nam Bộ dao động 0,5 đến 1,5 mét. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 3,9 đến 4 mét. Do ảnh hưởng của chiều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía đông Nam Bộ. Trên đất liền, đêm 3 và ngày 4 tháng 10, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1. Bão Nu có gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 đang hướng vào Biển Đông từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10. Khu vực duyên hải miền Nam Trung Quốc có gió mạnh và mưa lớn. Khu vực phía đông và nam tỉnh Phúc Kiến, phía đông tỉnh Quảng Đông có mưa rất to. Ngay từ đêm mùng 3 tháng 10, khu vực phía nam các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, khu vực phía đông các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, phía bắc tỉnh Quý Châu, phía tây tỉnh Hồ Bắc, phía tây tỉnh Hà Nam có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ phòng chống bão, mưa lũ, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, kịp thời sơ tán tàu, thuyền về nơi trú ẩn an toàn, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán người dân khỏi các nơi nguy hiểm. Bão Nu là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 đến 15, 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo, đến 19 giờ ngày 5 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cách Phúc Kiến 280 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Sau đó bão sẽ vào Biển Đông. Trong 10 ngày qua, nhiều địa phương của Trung Quốc liên tục có mưa vừa đến mưa to. Trung tâm phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc ngày 18 tháng 9 cũng đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp 4 đối với 9 tỉnh thành gồm Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Thiểm Tây. Hệ thống ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc gồm 4 cấp, với cấp 4 là thấp nhất và cấp 1 là cao nhất. Cấp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.